Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục live, mong các bạn xem và ủng hộ.
em liệt ghê thế. Không bắn được thì là không. Mình không bắn được à? Năm. Chỉ có này quá thôi. Sao không bấm được nhỉ? Em vào lại đi. Tắt buồn. Đấy sai.
phải đổi tên à? Đổi tên. Đúng, cái nam tuyệt vời. Nhông. Bạn làm gì? Nó cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình 1, 2, 3, 4, 5, 6 là một tên phải bắt hết. Cô lên 500 đấy. 5 cái gì? 800. 800 cái gì? Tôi sẽ lại đi, tôi sẽ lại đi. Tôi dắt 700 cho em. Cái kho thẻ của anh nó có giới hạn lắm năm ạ. Có mấy con tay được thôi. Được. Ngày anh đá và tôi được con anh là mấy con thôi. Là mấy con đấy luôn sao không bay được anh cũng mõm. Bên phải làm thêm 2 tháng nữa. À đâu, 1 tháng nữa. Thì con này anh nó chất lượng cũng được em ạ. Này nào. Đá. Từ lúc ta bay rồi, mỗi một hôm ta đều cho đến em ạ. Đây là mấy hôm không ấy up lên tôi, đúng không? Thôi. Mấy hôm để trong kho. Anh một ca, anh có thể hỏi thật đấy, anh làm gì biết kìa. Một ca, luôn phải chăm thôi. Thế, đúng rồi. Thế thôi, nó thiệt thôi, nó thiệt nhiều. Thế mà đây vừa bảo là không không được. Làm cái tim đi. Xịt đấy. Bộ đâu rồi, anh trai rồi. Đấy gì? Hai đô thì bây giờ eo gì? Ấy, anh Toàn hôm qua xem video của anh Toàn kia. Phỏng vấn đúng không? Phỏng vấn đúng hai đứa bạn nào kìa. Có nghĩa là hai đứa đấy thằng Toàn nó quen rồi. Nó gọi thật thôi. Ai cứ đấy mà mình nghĩ là tin cờ mà. Nhưng mà đúng đúng hai đứa bạn đều hảo quen nhau cả đấy. Cứ đấy mà tin cờ là nếu tin cờ
Từ lúc cái video đầu phỏng vấn chị Yến là tôi thấy VIP rồi. Rồi, Yến không? Yến này. Yến này hả? À? Khắp phòng bóp, tạo cái clip phỏng vấn Yến này hả? À? Làm chứ không quyền biết thì hỏi nhau ít thật. Nhưng mà bị khẩu trang. Ở ngoài mà chưa mà. À, em Yến rồi, thẳng cá xin 50.000. Thẳng cá xin 50.000 đấy. Thẳng cá xin 50.000. Ôi già mày mày đổ đi. Bút gì ghi vơ. Bạn TV. Hay biết là tên đi riêng nhà này ý đấy mới. Anh phải lập cái không tin TV. Không tin tức tìm ra anh ấy. Tìm để ui. Anh nước mày bảo rồi im lắm. Mày cứ cứ để ý anh nước quay liên tục. Được một phát là thì nào được phát nữa, hiểu không? Thì nhau nào được, đúng không Lâm? Không, lần này không đúng. Anh biết được nhỏ. Giờ anh nghèo nhớ là anh Đức rồi với anh Giang. Cái đội đấy. Rồi, Tuấn Anh, để em. Gọi là anh Tuấn Anh nhiều nhất. Thế là yếm. Đấy á, cái FMA mới rồi đã bỏ về chứ nào. Mà nó đổi vào ấy, em trên một phát là... Đây, phải lại lại, ôi. Phải đâu. Rồi anh Đức. Em bị làm sao ấy.
Thấy luôn. Gặp lên đây còn gì nữa, trông chờ cái gì nữa. Anh mình cũng đầy kênh bây giờ đấy. Đây thấy chưa? Thấy thấy anh đang nhiều lắm. Nào. Cái gì? Làm sao bằng bọn mày? Mày mà thấy? Thấy cái gì mà thấy? Thấy. Thấy khác chưa? Khi mốc thấy. Quá chất lượng. Thank you.
Chán hết luôn. Trời lâu nhà cái đâu cha. Tao bận lắm.
Xin chào các bạn, tôi bị hai mắt xem các bạn ấy. Có view rồi. Có view rồi. Có view rồi, có vấn đề. Hả? Có view rồi, có vấn đề. Đưa ra anh bảo chúng con xem. Thank you.
con nào thì nó con đấy.
Anh hết rồi. Anh cũng hết rồi mà. Còn bán được nữa đâu. Anh Nam thì vẫn vỗ tay mà không tích đâu. Lại cả vỗ tay bán 15 đô euro. Đấy, bán 15 đô rồi đó. Thì bắt đầu phải là có được thôi chứ. Khó lắm. Cố lên 500 thôi rồi. Chẳng là đô cũng cho bắn. Cái gì rồi chẳng, cái gì thầy vui vui. Tại sao không làm cái bánh nào không? Ông cũng chỉ nghĩ với mẹ ai. Được rồi. Chị học rồi. Đi học đi. Học thật thì ngoài kia. Yeah.
Thank you.
Nó một tên nó 500 cơ mà. Tao kéo được 500 đấy. Không phải bảo ơi. Mới nó là 8 máy, mỗi máy 100. Thế thì nó 90 cái máy. Nó là ngâm một đéo sẽ bán đâu. Nó ngâm mà. Nó ngâm bay từ phát luôn. Công ty đang hỏi nó gửi cho các anh. Và thấy nó chụp ảnh lại mà. Nhưng mà mấy con này nó phải hát cái thẻ ngon ra rồi. Còn nó ngước vào đấy thì nó sẽ bay được nhiều. Mình bay sáng lúc hết mẹ hè luôn lúc. Mình không còn làm được thì mấy con sẽ tập được hai luôn.
tiếp. Hôm nay mà học anh quả 4K là bằng mình từ đầu bằng chữ bây giờ đấy. Chịu rồi đấy. Chịu rồi đấy. Chậm cao rồi. Em có tâm trí là bắn luôn đấy. Tính ra là em suy sụp. Đấy.
một con game nó cứ bị chỉnh cái view lên đấy. À, đổi mấy game mà nó bị có cái view. View gì? Thì giờ nó hiện tiền lên á. Đây này. Nhưng qua một ngày nó hiện view tổng tiền của một ngày ấy. À. Nó không tắt cho. Đức chắc biệt mẹ tầm cá. Ừ, đúng rồi. Bạn làm từ sáng rồi đấy. 5 phút là 1 lượt, 100 lâu. 310 lên từ sáng giờ rồi đấy. Bây giờ phải gấp 3 lần nữa đấy, 4. Kho tối 3, góc lục nhất. Ô, được chưa? Dừng tay cơ này sang phòng kia rồi. Họ phát anh lên nhanh thế nhỉ? Con bắn được đều à? Bắn được bấm. Mà anh chứng lại lâu lắm rồi đấy, từ lúc 400 đến bây giờ đấy. Bắn sao bắn được?
Kéo một phát xuống à, đây nhá. Thì đây có được 10 người, không đến 10 người, 9 người. Nên nhà đứa dùng nhà máy. Hãy
còn cây HMA đâu không nhỉ? Bây giờ nó xét từ chỗ nào? Hả? Còn nếu thì ăn luôn. Bắn đâu, cho kho hết rồi, kho về không bắn đâu. Bắn hết thì nó cũng chỉ là tầm đấy thôi. Trong cái kho là quánh bắn quanh 300-400, 500 thì thật. Là hết tiền. Thỏ đẻ luôn. Đi ăn mấy con khác vào, mấy con xích vào toàn lấy luôn. Toàn là... không được 2 đô. Còn là không bay lên được 10 luôn. Nó thích nhiều quá rồi, tôi thích data nhiều quá. À, ngon rồi. Mấy bạn phải đi một bạn cho mày chứ giờ. Vâng. Em làm mấy con dưới thêm không? Được. Dưới thêm không? Được không hấp hết à? Không hấp à? Không. Hấp cái này đi. Cái gì của mình thì là của mình rồi. Hấp lên không thấy, không hấp không thấy. Hấp lên đi cho mọi người bạn bè đang hỏi đi. Đúng vậy. Cho một tò mò đến chết. Nào tò mò không? Có. Nhớ hiểu ý đi nào. Có. Nhiều người tò mò đến chết. Tắt đi. Phải được một cái đồng vô này không? Mẹ. Con lợn đấy. Ngon. Vậy nó làm thế này là mình ngáo lên. Vậy đợi ở trên đó, nó cũng đâm vào đít em, đợi ở dưới nó cũng đâm vào đít em. Mẹ. Thật lắm tú. Chắc bọn nó bắn bọn nó đéo biết cái kiểu cố tay 5 đô cái đó là như nào ấy nhỉ? Tôi chưa nhìn thấy gì, cái đấy bao giờ đâu ấy nhỉ? Một máy bọn nó bắn 100 đô. Mày nói thật. Thì một máy nó áp khoảng tầm 2-3 con thẻ ngon là đấy. Còn ngâm bắn thôi, nhưng mà mình thẻ ngon mình còn đâu. Thẻ nào cũng được, ngâm là bắn được. Nó được rồi. Đâu ra, mẹ. Thẻ nào ngâm bắn được thì bây giờ phải mấy ca rồi. Mình có ngâm đâu mà bảo bắn không được. Mình đầy táp lên đấy. Táp nhưng mà ngâm chưa đúng cách. Thế phải nhờ anh Đức mà chỉ phải ngâm cái chuyện kia thì kinh nghiệm. Cái chuyện kinh nghiệm cho nó.
Cách nhìn chung nhé, mình chờ bao giờ Ero, Ero, not Ero. Sự mình ấy là đây gần bay 15. Nó ta bay 15 luôn. Đây con này chắc chắn được. Ba ra anh nhờ. Một lúc là được. Ba ra anh rồi đây. Anh đi cùng lấy cho tụi anh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
tắt của bạn luôn. Thì hôn đúng một cây á mà anh ơi. Em, nè có con này nó chạy sau rồi đấy. Con này 3 phút thì nó lên 15 phút. Nào không thì bật bật đi nhé. Ngọc sợ ngọc cuối năm. Ngọc có bắn được người, năm còn Ero ấy. Ero cứ để một lúc có được mà. Cái gì?
Rồi có được 44 nhỉ. Anh ra có bạn đâu.
Dĩ hòa vi quý. Tên đầu anh Euro hết nhé, theo đăng nhé. Đây tên thứ hai lại được nhé. Hết tiền. Đây thì mấy trăm. Được đây. Ngâm cái đống thẻ của em ngâm có mà làm được một đống đâu, à, có mỗi đã hai tầm ba con thẻ thôi mà. Ôi dồi ôi ngay không mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy
Thank you.